Thưa quý vị, với chủ đề của năm là xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức, năm 2022, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, đặc biệt là đổi mới triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thích ứng với tình hình dịch bệnh. Năm 2022, đoàn các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động của đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, tăng cường thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, duy trì cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, góp phần xây dựng lối sống đẹp, sống có ích trong thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để tận dụng các cái công nghệ cũng như là kỹ thuật hiện đại tiên tiến từ xã hội công nghệ. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới thì lãnh đạo thành phố cần kêu gọi các cái doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố thành lập một cái quỹ khởi nghiệp cho thanh niên, để từ đó các bạn có được cái tiếp cận với cái nguồn quỹ này để xây dựng và phát triển cũng như là kết nối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn tại địa phương cũng sẽ chú trọng việc triển khai đồng bộ toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động vì đàn em thân yêu, chú trọng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đồng thời nghiên cứu các mô hình mới trong giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi trong bối cảnh dịch bệnh. Trong thời gian dịch bệnh thì các cái công cụ sử dụng và các cái mạng xã hội, các hình thức trực tuyến được thành đoàn hộm đội thành phố sử dụng triệt để trong việc truyền tải các kiến thức và kỹ năng cho các em, kích thích cái sự đam mê nghiên cứu khoa học cũng như là trang bị cho các em các kiến thức kỹ năng cần thiết. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương sẽ được triển khai một cách chủ động, linh hoạt hơn, nhằm thích ứng với tình hình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức các hoạt động, kết nối đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.